Thực sự cả các bạn là tôi đá bóng thì rất ngu, nhưng mà tôi nghiện đá bóng lắm. Trời ơi, đang cái thời kỳ đỉnh cao phong độ của tôi. Ừ, tôi phải cống hiến lại cho mọi người chứ. Đang khẳng định được vị thế ở sân bóng. Thế là hôm qua thì là thứ ba, sân bóng mở lại là vác giái đi đá. Thì vừa ra đến sân thì nghe thông tin là tôi có thằng bạn thân, tôi cũng không tiện nói tên đây, nó người Hải Phòng. Ngày xưa nó cũng vào trong Sài Gòn, nó kinh doanh bánh mì các thứ, nó cũng làm nhiều nghề lắm, đa di năng lắm. Thì đợt rồi Sài Gòn dịch căng quá, thế là nó về quê, về Cao Bằng chơi, về Hải Phòng chơi. Hôm qua nghe tin là anh em đi đá bóng lại thì bắt xe khách từ Hải Phòng lên chơi. Đéo hiểu kiểu gì có thằng bắt xe khách từ Hải Phòng lên đá bóng á. Vừa ra sân thì thấy ông mẹ xách đôi giày, xong rồi mẹ đi tất cao kiểu không biết. Bình thường á, bọn tôi mà đi đá kiểu đéo phải đá kiểu chuyên nghiệp sân 11 đá sân 7 thôi, thì anh em mua quả tất kiểu ngắn đến quả cổ chân này thôi, thế là được rồi, trông nó professional rồi. Nhưng mà bạn tôi không, bạn tôi chơi quả mẹ mày tất nó lên đến tận kiểu mẹ mày hai hòn xạ ấy các bạn. Hai hòn kiểu lên tận bìu mẹ luôn ấy, lên mẹ cả dái luôn. Khác đéo khác gì mấy đứa múa cột cả. Xong rồi bên trong này lại còn đệm thêm hai quả lót gối. Ui, trông như kiểu đi đá Champions League ấy, đéo hiểu kiểu gì, trông chuyên nghiệp vãi lìn. Bảo đéo xong chuẩn bị kỹ thế, anh em đây toàn mẹ mày mấy thằng già mẹ hết rồi, đá lấy mồ hôi thôi. Mẹ ông như kiểu đi đá đồi ấy. Không bạn ơi, mẹ phong cách đá tôi là thế, mẹ đá là phải cống hiến, đá phải hết sức, đá là phải cẩn thận. Tôi vãi cả lìn ạ. Bọn tôi thì bình thường đi đá bóng ấy, lúc đéo nào anh em vào sân là cũng cùng nhau vào khởi động các bạn. Ủa, khởi động chung kiểu vui vãi cả lìn ra. Nhưng mà thằng kia thì đéo, có thể là tại vì cái phong cách đá bóng ở Hải Phòng nó khác với cả phong cách ở trên Hà Nội mình, nên là vào sân mẹ anh em thì đang mẹ 1-2 1-2 khởi động các kiểu. Ông lấy quả bóng ra, ông nghịch, ông tâng, ông sút, sút thế đéo nó sút bay con mẹ. Thế cái lưới của cái lưới chắn bóng của cái sân bóng tôi cao phải mẹ 15m mà nó vẫn sút qua đấy được. Bóng bay mẹ theo một quỹ đạo mà tôi đéo thể tưởng tượng được, nó lao con mẹ vào một cái chậu hoa của một nhà người ta để trên tầng 3. Chậu hoa rơi xuống đường nghe choeng một cái, may quá đéo trúng ai ạ. Mẹ mặt của ông xanh như đít nhà ấy, cắt đéo ra một giọt máu. Thế là thôi, anh em bắt đầu vào đá. Còn ông bạn tôi thì bắt đầu mẹ mới mượn một cái xe máy đi ra ngoài ngõ để dọn chậu hoa cho người ta. Chán đéo chịu được luôn ạ. Nó dọn chậu hoa được khoảng 30 phút, lúc anh em đá mệt vãi cả lìn rồi thì bắt đầu mới thấy nó quay lại kiểu mệt thế à. Là bắt đầu nó mới vào đá. Vừa vào đá được một lúc thì thấy ông ôm chân ông lăn mấy vòng mẹ, từ giữa sân lăn ra ngoài đường pit. Bảo bị làm sao đấy, bị bong gân. Ô kìa, mẹ mày đá bóng kiểu đéo gì. Thế là thôi về Hải Phòng luôn, đéo đá nữa. Bây giờ là nó mẹ chân sưng vù mẹ rồi, bó bột xong mẹ rồi. Tôi đéo biết được là dạo này nó còn làm hay không, nó còn live stream, live chủng gì không. Nhưng mà tình hình là chân nó bị mẹ sưng vêu lên như chân voi hay không ạ. Thương lắm, nhưng đéo biết làm gì. Ai bảo đéo chịu khởi động. Cảm ơn Hiếu Nghĩa nha. Cảm ơn bạn. Ô thật, mẹ tí tôi cho các ông xem cái ảnh luôn. Về tôi tưởng nó bị nhẹ thôi, thấy nó cũng ngoằn ngoại lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là tiểu thằng này nó cũng diễn. Nó cũng kiểu ngày xưa nó... Ngày xưa nó ở công ty đéo gì nhỉ? Tôi quên mẹ, công ty đéo gì của Hàn Quốc ấy. Nó được học một lớp đi diễn mà. Tôi tưởng là nó mẹ nó đau giả vờ. Về nó chụp cho tôi của ảnh. Ui, chân nó sưng vù lên công ạ. Mẹ mà nó phải to bằng đéo là to này này. Đấy, mẹ. Dán salon pad các kiểu. Các bạn mới donate nhá.